Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt giữ một nữ phạm nhân giết người sau 38 năm trốn truy nã. Nữ phạm nhân Nguyễn Thị Nhi, 67 tuổi, thường trú thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã 38 năm trốn truy nã, vừa bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Sau 38 năm trốn truy nã vì tội giết người, bà Nguyễn Thị Nhi, 67 tuổi, thường trú thôn Tân Phước, xã Bình Minh, huyện Bình Sơn, bị lực lượng cảnh sát bắt giữ khi đang sinh sống ở Tiền Giang. Hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã di lý bà Nhi về Quảng Ngãi để chấp hành án. Theo hồ sơ, bà Nhi bị Công an tỉnh Nghĩa Bình truy tố và tuyên án chung thân về tội giết người. Tuy nhiên, sau đó, nữ phạm nhân này bỏ trốn khỏi trại giam niên vào ngày 4 tháng 7 năm 1984, Giám đốc Công an tỉnh Nghĩa Bình phát lệnh truy nã. Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện bà Nhi đã trốn truy nã suốt 38 năm qua nhiều tỉnh thành và đến sinh sống ở xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Phối hợp với Bộ Công an và Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ, di lý bà Nhi về Quảng Ngãi để xử lý.